Thưa quý vị, năm 2022, Đà Nẵng được Trung ương giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là gần 20.000 tỷ đồng, bằng 95% số thu thực tế năm 2021. Trong khi đó, Hội đồng Nhân dân thành phố giao chỉ tiêu phấn đấu vượt 3-5% số thu của năm 2021. Để hoàn thành dự toán trong điều kiện dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, kinh tế vẫn chưa thể hồi phục như kỳ vọng, các cơ quan làm nhiệm vụ thu trên địa bàn đã chủ động xây dựng các giải pháp thu như thế nào? Ghi nhận của phóng viên thời sự. Số liệu từ Sở Tài chính cho biết năm 2021, tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng cơ bản giữ được sự ổn định, trong đó thu ngân sách đến nay đạt gần 98% dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố giao, phấn đấu hết năm đạt và vượt dự toán Trung ương giao, trong đó thu từ xuất nhập khẩu đạt trên 4.782 tỷ đồng, vượt 35% dự toán giao. Thu nội địa đạt gần 16.500 tỷ đồng, hoàn thành 90% dự toán. Năm 2022, Đà Nẵng được Trung ương giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là gần 20.000 tỷ đồng, bằng 95% số thu thực tế năm 2021. Trong khi đó, Hội đồng Nhân dân thành phố giao chỉ tiêu phấn đấu vượt từ 3-5% số thu của năm 2021. Trong đó, thu nội địa do ngành thuế quản lý là trên 15.100 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu do cơ quan hải quan quản lý là 4.500 tỷ đồng. Đối với năm 2022 thì cũng còn cái dịch Covid-19 cũng còn tiềm ẩn rất nhiều cái rủi ro. Và đặc biệt trong cái lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ, cái lĩnh vực khối dịch vụ của người ta thì cũng không phải là một sớm một chiều có thể phục hồi được ngay. Mà cái số thu của ba khu vực kinh tế trên địa bàn thành phố chúng ta là chiếm tới khoảng trên 60% số dự toán thu của thu nội địa. Cho nên cái nguồn thu của năm 2022 cũng sẽ tiếp tục có những cái thách thức. Để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngành thuế Đà Nẵng chú trọng khai thác các nguồn thu còn tiềm năng, dư địa thu, kết hợp mở rộng thêm các nguồn thu mới. Bên cạnh đó, tăng cường thu thuế các lĩnh vực ít bị ảnh hưởng hơn như thương mại điện tử, kinh doanh bất động sản, khai thác tài nguyên khoáng sản, ngân hàng, các doanh nghiệp phát sinh chuyển nhượng cổ phần, vốn góp. Đặc biệt, tập trung bám sát các công trình, dự án lớn, các khu đô thị, tái định cư, trung tâm thương mại, chung cư thương mại để quản lý thu triệt để các khoản thuế phát sinh và xử lý truy thu nợ thuế. Đối với thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, cơ quan hải quan Đà Nẵng sẽ tăng cường các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp để thúc đẩy xuất khẩu. Xây dựng nhiều cái chương trình đối tác hải quan doanh nghiệp để mà thường xuyên có một cái mối quan hệ chia sẻ, tìm hiểu những cái khó khăn vướng mắc để tháo gỡ kịp thời và tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập khẩu. Cái thứ hai, về trụ cột thứ hai á, thì tôi rất là quan tâm đến cái năng lực quản lý của hải quan, nâng cao cái năng lực về chống buôn lậu, gian lận thương mại, ngăn ngừa những cái việc khai báo trị giá thấp, sai về phân loại, gian lận về xuất xứ, chống chuyển tải bất hợp pháp. Về phía địa phương, thành phố tiếp tục nghiên cứu, đề xuất Trung ương ban hành các cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và triển khai có hiệu quả kế hoạch phục hồi và tăng trưởng kinh tế xã hội thành phố, phấn đấu đưa tổng thu ngân sách nhà nước vượt từ 3-5% số thu của năm 2021.